Rồi ok, chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ đi sang một cao độ tiếp theo. Thì ở trong cao độ trước, mình đã chia sẻ cho các bạn từng bước để các bạn có thể trình bày được cái bản vẽ của mình vào trong cái mẫu giấy A0 rồi. Không biết là các bạn đã trình bày được chưa? Nếu như mà các bạn chưa trình bày được á, thì các bạn có thể comment hoặc là các bạn có thể inbox mình để mình chia sẻ lại. Còn nếu như mà các bạn đã trình bày được ok như thế này rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái bước tiếp theo. Thì ở trong cái bước này, mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể ghi được kích thước cho hộp đính tóc của mình. Trong trường hợp mà các bạn đang trình bày ở tỷ lệ 1:1 đối với khổ giấy A0 thì các bạn chỉ cần có một kiểu đêm duy nhất thôi. Thì cái phần kiểu đêm này, nếu như mà các bạn có theo dõi qua cái chuỗi series video của mình hướng dẫn về AutoCAD Mechanical á, thì mình cũng đã nói về kiểu đêm này rồi. Ở đây chúng ta chỉ cần tạo cho mình một kiểu đêm duy nhất. Ví dụ ở đây mình vào đêm style, mình vào hộp thợ đêm style. Thì ở trong hộp thợ đêm style này mình có một cái kiểu đêm là TC1N. Thì ở đây mình chỉ tạo ra một kiểu đêm duy nhất là TC1N này với cái tỷ lệ là 1:1. Ở đây mình nhấn set range. Rồi mình có thể là vào cái phần modify để mình xem ha. Ở đây hiện tại mình chỉ tạo ra cái kiểu đêm này với chiều cao chữ là 2.5 thôi. Vậy thì khi mà các bạn trình bày cái đêm ở trên cái khổ giấy A0 của mình á, thì các bạn có thể chọn cái chiều cao chữ nó khoảng là từ 3.5 cho đến 5 ly nha. Nếu như mà cái chiều cao chữ nó nhỏ quá khi chúng ta in ra thì chúng ta sẽ không thấy được cái đêm. Nhưng mà theo cái kinh nghiệm của mình thì các bạn có thể chọn cái chiều cao chữ cho cái khổ giấy A0 là 3.5 hay là 3.5. Ok. Rồi ví dụ các bạn muốn chọn cái chiều cao chữ cho cái đêm của mình là 3.5 thì các bạn sẽ vào cái hộp thoại đêm style, các bạn chỉnh sửa lại cái chiều cao chữ. Ở đây các bạn chọn gì? Chiều cao là 3.5. Khi mà các bạn chỉnh sửa cái chiều cao ở đây thì các bạn nhớ là các bạn qua các bạn chỉnh sửa cái chiều cao, cái độ lớn của mũi tên luôn, nó cũng là 3.5. Ha, 3.5. Rồi, sau đó các bạn nhấn close. Chọn nó, nhấn screen và nhấn close. Rồi bây giờ, đối với một cái bạn vẽ lắp, các bạn cần phải thể hiện kích thước gì? Ở đây, đối với một cái bạn vẽ hộp giảm tốc này, các bạn cần phải thể hiện cho mình những kích thước sau. Đầu tiên là các bạn cần phải thể hiện được cái kích thước bao. Kích thước bao tức là cái bề rộng, bề dài và chiều cao. Thì ở trong trường hợp này, do cái không gian của chúng ta nó khá là nhỏ, nên mình sẽ thể hiện cái kích thước nó ở bên hình chiếu cạnh. Nhưng mà hình chiếu cạnh của mình hiện tại nó còn khá là nhiều không gian. Thì ở bên hình chiếu cạnh này các bạn sẽ thể hiện được kích thước thứ nhất, đó là chiều rộng. Khi mà các bạn biết được hai cái đầu múc của hai cái trục này ha, hai đầu múc của hai cái trục này đó. Rồi thứ hai là các bạn sẽ thể hiện được chiều cao. Chiều cao. Rồi một phần nữa là các bạn có thể cho người ta biết là cái tâm, là cái chiều cao tâm là bao nhiêu luôn đó. Chúng ta biết được chiều rộng, chiều cao rồi. Vậy thì còn chiều dài chúng ta đo ở đâu? Trong trường hợp này cái không gian nó còn rất là nhỏ, thì cái chiều dài ở đây các bạn có thể là vẽ ở trên hình chiếu đứng hoặc là hình chiếu cạnh. Ví dụ mình cho chiều dài ở dưới hình chiếu bàn ha. Sorry, mình cho chiều dài ở dưới hình chiếu bàn. Do không gian của chúng ta nhỏ quá. Đây. Theo nguyên tắc là chúng ta ghi đêm, nó sẽ cái đêm của chúng ta nó sẽ không được cắt cái chi tiết của mình. Nhưng mà trong trường hợp này thì bắt buộc rồi, chúng ta không còn cách nào khác thì chúng ta phải ghi thôi. Còn nếu như mà giáo viên của mình không cho thì các bạn sẽ tìm cách khác được ạ. Nếu như giáo viên hướng dẫn không cho chúng ta ghi kiểu này thì chúng ta sẽ tìm cách khác. Nhưng mà tạm thời chúng ta sẽ ghi kiểu này trong trường hợp bản vẽ của chúng ta quá lớn. Hoặc một cách thứ hai là chúng ta sẽ trình bày lại cái bản vẽ của mình ở một tỷ lệ khác cho không gian nó được thoải mái hơn. Thì tùy ha. Ở đây chúng ta cố gắng trình bày ở tỷ lệ 1:1. Còn nếu như mà chúng ta trình bày ở tỷ lệ 1:1 mà giáo viên hướng dẫn của mình không chịu, không đồng ý thì chúng ta sẽ đổi cái tỷ lệ này lại. Việc đổi tỷ lệ nó cũng rất là nhanh thôi, các bạn không cần phải lo lắng điều đó. Rồi, như vậy là chúng ta đã có được cái kích thước của hộp giảm tốc, chiều rộng, chiều cao, chiều dài cũng như là khoảng cách tâm. Bên cạnh đó các bạn cần phải cho người ta biết được cái khoảng cách trục. Khoảng cách trục, đây chính là khoảng cách trục. Đối với hộp giảm tốc đồng trục thì đây chính là khoảng cách trục. Khoảng cách chụp các bạn có thể ghi ở đây. Khoảng cách chụp thường người ta sẽ ghi dung sai. Thì ghi dung sai như thế nào chút xíu mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi đây chính là cái kiểu đêm của mình. Để mà kiểm tra kiểu đêm các bạn chọn kiểu đêm. Sau đó các bạn sẽ vào hộp thoại Roberti. Có một số bạn thì sẽ không biết mở cái hộp thoại Roberti này ra. Để mở được cái hộp thoại Roberti, các bạn ấn cho mình tổ hợp phím là Ctrl 1.
Khi các bạn ấn tổ hợp phím Ctrl 1 thì hộp hội GPT nó sẽ hiện ra. Ở đây các bạn sẽ thấy được là cái dim size của mình đang là TC-UN. Độ lớn mũi tên là 3.5. Đấy, chiều cao chữ là 3.5. Ok. Nhưng mà cái kiểu chữ ở đây các bạn thấy là nó không có đúng. Cái kiểu chữ này nó phải là Arial hoặc là cái kiểu chữ của các bạn. Thì để đổi kiểu chữ thì các bạn sẽ vào Style. Đây, tại cái hộp thoại này nó sẽ hiện lên nè. Ở đây thì do mình đang sử dụng cái kiểu chữ là Standard, thì ở đây các bạn chọn về tiêu chuẩn cái phông chữ là Arial ha. Đây, chọn về Arial. Sau đó nhấn Apply Low. Thì cái chữ của mình nó sẽ tự động đổi về Arial ha. Đó, đổi về Arial. Đây là cái bước đầu tiên khi mà các bạn ghi kích thước cho cái bản vẽ của mình. Bước thứ hai là các bạn sẽ tiến hành ghi kích thước lắp ghép. Kích thước lắp ghép thì chúng ta sẽ có cái gì? Thứ nhất là giữa trục và bánh răng. Giữa trục và bánh răng. Thứ hai là chúng ta sẽ có giữa trục và ổ lăng. Đấy. Trục và ổ lăng. Thứ ba là chúng ta sẽ có giữa nắp ổ với thành trong, nắp ổ với thành trong của hộp. Và một cái nữa là chúng ta sẽ có cái ổ lăng với thành trong của hộp. Hai cái thằng này nó sẽ cùng kích thước nhưng mà cái dung size lắp ghép của nó sẽ khác nhau. Cái dung size lắp ghép của nó khác nhau. Ở đây thì cái đường tâm này của mình đang bị trùng thì mình sẽ sửa lại chút xíu để cho mình xóa bớt những cái đường tâm. Rồi ok, khi mà các bạn ghi kích thước như thế này thì các bạn thấy là cái đường tâm của chúng ta nó cắt ngang cái đường kích thước của mình thì nó không được đẹp. Thì chút xíu nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách để các bạn có thể chỉnh lại cho nó đẹp ha. Bây giờ tại những vị trí này các bạn cần phải ghi cái kích thước dung size lắp ghép. Thì đối với phiên bản ngăn cách machine control này các bạn có thể sử dụng cái ký hiệu trực tiếp từ thằng dim luôn. Đầu tiên chúng ta phải chèn cái ký hiệu phi vào. Để chèn ký hiệu phi thì các bạn sẽ nhấp đứt chuột vào cái đường dim. Sau đó các bạn sẽ chọn chuột nhấu nháy ở đây, các bạn chọn biểu tượng phi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái phần là ghi cái ký hiệu dung size lắp ghép. Để ghi được ký hiệu dung size lắp ghép, các bạn chọn dim. Thì cái hộp thoại power dimension nó hiện lên. Ở đây các bạn chọn vào cái mục fit. Rồi ở bên đây các bạn sẽ chọn theo cái phần là dung size lắp ghép như thế nào. Ví dụ ở cái phần này các bạn sẽ chọn hiển thị theo cái dạng là như thế này, tức là theo hệ thống trục và hệ thống lỗ. Thì ví dụ ở đây các bạn lắp ghép theo cái ký hiệu là H7 trên D11 chẳng hạn, thì các bạn chọn vào dim. Sau đó các bạn chọn vào cái biểu tượng ở đây để các bạn chỉnh sửa. Ở phần trên là hole tức là lỗ, phần ở dưới shaft tức là sai lệch của trục. Ví dụ ở đây H7 ở trên đúng rồi, bây giờ cái trục thì mình muốn đổi lại là D11 thì mình bấm chọn vào đây. Sau đó mình chọn fit. Rồi ở đây chỗ shaft nè, các bạn kéo xuống, các bạn kéo lên ha, các bạn kéo lên, các bạn chọn D. Rồi bên đây các bạn chọn theo cấp chính xác là 11. Rồi các bạn chọn OK thì nó sẽ tự động chuyển đổi cho các bạn. Rồi cái thứ hai nữa, đến đây rồi các bạn có thể là copy như thế này. Đấy, copy như thế này cho nó nhanh và tất cả những cái trục còn lại các bạn cũng làm tương tự. Rồi tại cái vị trí này thường thì chúng ta sẽ lắp ghép theo kiểu K7. Ở đây các bạn chọn vào nó. Ở đây các bạn sẽ chọn gì, chọn hiển thị theo cái dạng này đó. Rồi sau đó các bạn chọn về cái ký hiệu của các bạn. Ví dụ mình chọn K7 thì mình kéo xuống mình chọn K7. Rồi, ngay cái vị trí này thường chúng ta sẽ có là ca nhỏ 6 thì các bạn cũng làm tương tự, các bạn chọn đó. Rồi sau đó ở đây các bạn sẽ chọn thể hiện cho cái thằng này. Rồi, ở đây các bạn chọn đây. Thứ nhất là hon là trục, hon là lỗ, nếu như chúng ta không thích chọn lỗ chúng ta chọn trục á, các bạn chọn sáp. Sáp ở đây mình chọn ví dụ K6. Là K6.
Ok. Rồi, cái phần này thì chúng ta sẽ lắp ghép thường là H7 trên K6. Thì các bạn cũng làm tương tự thì các bạn chọn đó. Rồi, sau đó các bạn sẽ chỉnh sửa cái thằng này lại thành K6. Đây, rồi, ok. Như vậy là chúng ta ghi được cái kích thước chung size cho các bạn vẽ của mình rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái thủ thuật nhỏ để cho các bạn chỉnh sửa thằng này cho đẹp, bằng cách là các bạn cắt bớt cái đường tâm đi. Các bạn thấy đường tâm nó chắn ngang cái kích thước của mình đó thì nó xấu quá, mình cắt bớt đi bằng lệnh BR, các bạn gõ BR Enter, sau đó các bạn chọn điểm, các bạn kéo ha, các bạn cắt như này. Đó, những cái đoạn nào mà nó đè lên cái đường kích thước của mình thì mình sẽ cắt nó đi. Đây, mình cắt nó đi cho đẹp. Và khi mình cắt nó đi đó, thì mình in ra rất là đẹp nha. Đó, những cái phần khác thì các bạn làm tương tự. Thì đây là cái phần mà để cho các bạn ghi được cái kích thước ở trong cái bản vẽ lắp của mình. Đối với bản vẽ hộp giảm tốc, các bạn cần phải chú ý. Thứ nhất là các bạn thể hiện được kích thước bao. Thứ hai là các bạn phải thể hiện được khoảng cách trục. Khoảng cách trục này trong trường hợp mà các bạn muốn ghi dung size á, thì các bạn sẽ chọn vào đây. Sau đó các bạn sẽ chọn vào Tolerance. Tại đây các bạn sẽ chọn sai lệch trên và sai lệch dưới. Thông thường mình sẽ để là cộng trừ 0.01. Đó. Còn theo tiêu chuẩn của bạn học thì tùy. Đây mình sẽ để là cộng trừ 0.01 như thế này. Đây, cộng trừ 0.01. Ok, đây chính là dung size ha. Thì cái kiểu chữ, cái chiều cao chữ tiêu chuẩn ở đây thì mình chỉ sử dụng là 3.5 thôi. Còn khi mà các bạn in ra các bạn thấy nhỏ quá, hoặc là giáo viên hướng dẫn của mình cảm thấy là cái chữ nhỏ quá, thì họ yêu cầu mình đổi sang cái kiểu chữ lớn hơn á, thì lúc đó chúng ta sẽ đổi sang kiểu chữ lớn hơn. Rồi, ok, như vậy là ở trong cái audio này mình đã hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn có thể ghi được kích thước cho cái hộp giảm tốc của mình ha. Rồi, video này của mình nó sẽ tạm thời kết thúc ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái audio tiếp theo nha.